Rồi. Đây, quăng từ đây. Đây, con muốn nói gì đây? Mình con nói đi. Nói. Thưa cha, con lên đây. Con đưa, mẹ con nói là đưa cho cha. Đất. Heo đất để làm gì? Để cho cha xây nhà thờ. Con tên gì? Dạ tên Trần Đình Quân. Trần Đình Quân bao nhiêu tuổi? Dạ 8 tuổi. Học lớp mấy? Dạ lớp 3. Học lớp 3. Dạ sang năm học lớp 3. Rồi con Út có đi tu không? Dạ có. Có xây nhà thờ không? Dạ có. Có lấy heo đất này để dành xây nhà thờ không? Dạ có. Rồi bây giờ con có cho cha hay là con để lại? Để cho cha. Rồi, hallelujah. Rồi con cho tặng cho con cái máy nha. Máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Thì con về con nghe. Rồi mốt đi tu nha. Dạ. Đi tu không? Dạ có. Rồi, Chúa làm cho con. Con hai cái này.